Nếu như bạn là một nhà thám hiểm ngoài chơi, một người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, một tín đồ thời trang và đam mê luyện tập, đang tìm kiếm cho mình một mẫu smartwatch đáp ứng đầy đủ các tính năng, tiện ích và có khả năng tracking tốt cũng như là thiết kế hầm hố, cứng cáp, bền bỉ, thì dòng Instinct Crossover sắp tới đây của Garmin được ra mắt tại Việt Nam sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc nha. Và trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết Instinct Crossover Solar Tactical. Không để mọi người chờ lâu nữa, bắt đầu video thôi. Đối với dòng sản phẩm này thì để lựa chọn chúng ta sẽ có 3 phiên bản: Instinct Crossover tiêu chuẩn với màu than chì và màu đá granite xanh với giá 12.990.000, Instinct Crossover Solar với hai màu là xanh thủy triều và than chì có giá là 14.290.000. Cuối cùng là phiên bản quân đội Instinct Crossover Solar Tactical được trang bị một số tính năng đặc biệt của dòng này với màu đen trên tay mình đây với giá là 15.490.000. Khi nhìn vào thiết kế tổng thể của cái đồng hồ này thì mọi người sẽ có thể liên tưởng đến cái thiết kế của Instinct Solar trước đó, hoặc là những cái mẫu G-Shock của Casio á. Thì trên cái mẫu đồng hồ này có điểm gì đặc biệt là nó sẽ được trang bị thêm đó là kim analog cổ điển nè, và kết hợp với đó là một lớp dạ quang. Điểm này sẽ giúp chúng ta có thể theo dõi giờ nhanh hơn ở những nơi có cường độ ánh sáng yếu. Thì ngoài ra khi thiết lập trên đồng hồ á, các kim này sẽ tự động hiệu chỉnh để chúng ta có thể nhìn được thông tin dễ nhất. Đồng thời thì các kim này cũng có thể tự động hiệu chỉnh thời gian nè, dựa trên công nghệ mới nhất từ Garmin đó là RevoDrive. Thì công nghệ này sẽ giúp cho đồng hồ có thể phát hiện sai lệch và tự động hiệu chỉnh các kim nha. Chúng ta có thể hiệu chỉnh thủ công bằng cách nhấn vào nút Start cộng Down để tự động hiệu chỉnh nè. Kết hợp với công nghệ GPS nổi tiếng của Garmin, luôn hiệu chỉnh kim đồng hồ chính xác kể cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Phần kim khi chúng ta sử dụng hoặc hiệu chỉnh á, thì nó sẽ tự động quay đến một vị trí tối ưu mức độ hiển thị nhất đối với người dùng. Như các bạn thấy thì tùy kiểu mình thiết lập mà kim sẽ sắp xếp theo một cách khác nhau. Bên cạnh đó, khi có thông báo các kim sẽ tự động quay về hướng 3 giờ và 9 giờ để có thể hiển thị phần thông tin rõ nhất. Thiết kế sẽ tương đối hầm hố, mạnh mẽ nhưng vẫn có cái nét gì đó năng động và một chút cổ điển. Được trang bị là khung viền tổng thể có chất liệu từ polymer cho mình cảm giác tương đối nhẹ nhàng khi mang đi tập luyện nè. Kết hợp với khung viền bezel hai lớp bao gồm lớp viền ngoài và lớp số trong. Lớp ngoài sẽ là polymer và lớp mặt trong khung bezel sẽ là từ chất liệu thép không gỉ cho một khả năng chịu lực rất là tốt. Theo thông tin từ hãng thì thiết bị sẽ được phát triển nhắm vào mục đích outdoor với kiểm chứng quân đội Mỹ MIL STD 810 bao gồm các khả năng như chống sốc và chống nhiệt, kháng nước 10 atmosphere. Tổng khối lượng tương đối nhẹ nhàng chỉ 63g thôi, kết hợp với chất liệu khung viền tạo nên sự tinh gọn, nhẹ nhàng nhưng cứng cáp, bền bỉ nên mẫu đồng hồ này sẽ đặc biệt phù hợp cho những bạn nào yêu thích thám hiểm nè, vận động ngoài trời, và khi mình sử dụng á, thì nó sẽ không có cái cảm giác cản trở hay là nặng gì ở cổ tay cả. Để kỹ thì ở phần lót nè sẽ hơi bo cong nhẹ kết hợp với phần dây đeo, vừa giữ cho cổ tay thoáng khí khi luyện tập mà vẫn đảm bảo không bị lệch khi chúng ta vận động nhiều. Nếu phân tích kỹ hơn á, thì mọi người sẽ thấy đây là cách mà Garmin họ bảo vệ cái bộ cảm biến tốt hơn. Thì như mọi người thấy khi mình đặt trên bàn thì phần bo cong này sẽ giúp nâng đồng hồ lên và giúp cho mặt dưới của thiết bị được an toàn tránh bị hư hỏng nè. Kiểu thiết kế này thường thấy trên những cái dòng đồng hồ của Casio khác nè. Rồi được trang bị là dây đeo silicon 22mm có thể thay đổi được nha. Và trên phần cạnh của Garmin Instinct Crossover Solar Tactical á, sẽ được trang bị hai thanh ngang nhằm phục vụ cho việc tháo lắp dây được diễn ra dễ dàng hơn, và bạn có thể thoải mái sử dụng các loại dây đeo khác. Theo mình thấy thì mẫu đồng hồ này nó sẽ không quá kén người đeo đâu. Và hiện tại cổ tay mình là 17cm, đeo rất là hợp đúng không? Thì cổ tay từ 13.5 đến 23cm sẽ là cái cổ tay phù hợp nhất với mẫu đồng hồ này. Đặc điểm của loại dây silicon này nó sẽ là không bị bí khí và hầm cổ tay trong quá trình chúng ta luyện tập nên là rất là thoải mái nha. Được trang bị là kính cường lực chống xước rất là tốt nè, với kiểu mặt đồng hồ tròn quen thuộc, kích thước 0.9 inch, độ phân giải là 176x176 pixel, mang đến không gian hiển thị cũng tương đối tốt nè, cùng với chất lượng hiển thị luôn được đảm bảo rõ nét. Ngay cả khi chúng ta hoạt động ở những nơi có ánh sáng mạnh, nhờ vào công nghệ màn hình MIP á, thì nó sẽ cho một cái mức độ hiển thị thông tin tốt nè. Với độ dày là 16.2 thì tổng quan đồng hồ sẽ cho chúng ta cảm giác là nó hơi hầm hố và mạnh mẽ một tí. Nhìn chung thì thiết kế mẫu đồng hồ này sẽ là một trong những yếu tố giúp tạo nên vẻ ngoài cực kỳ tinh tế, cũng không kém phần hầm hố, mạnh mẽ cho Instinct Crossover Solar Tactical. Ngoài ra trên mặt đồng hồ với phiên bản này chúng ta sẽ có Solar Panel giúp tích hợp năng lượng mặt trời bao quanh, giúp gia tăng lượng pin đáng kể khi hoạt động dưới trời nắng nè, chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng sử dụng tập luyện. Một hiểu lầm mà mình thường thấy là mọi người sẽ nghĩ những cái đồng hồ trang bị solar nó sẽ có thể tích hợp năng lượng mặt trời và chuyển hóa thành pin luôn đúng không? Nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. Nó sẽ duy trì cái thời lượng pin khi chúng ta tập luyện ngoài trời lâu hơn thôi. Trên đồng hồ chúng ta sẽ có 5 nút bấm vật lý và cảm giác khi nhấn rất là nảy và thích. Mặc dù chúng ta không sử dụng cảm ứng được, tuy nhiên thì cái việc sử dụng cái nút bấm này nó cũng đơn giản thôi. Ở mặt dưới đồng hồ chúng ta sẽ có là bộ cảm biến. Thì ở trên đồng hồ này sẽ được trang bị là bộ cảm biến thế hệ thứ 4 và ABC, Altimeter cho dữ liệu độ cao, Barometer cho dữ liệu thời tiết và la bàn 3 trục compass nè. Về tính năng của đồng hồ thì chúng ta có thể theo dõi tập luyện cũng như theo dõi sức khỏe rất là tốt nhờ vào bộ cảm biến thế hệ thứ tư từ Garmin. Điển hình là nhịp tim thì khi mình đặt cảnh báo nhịp tim ở mức 100 á, mà thường thì khi chúng ta đi bộ hoặc là hơi tập trung tí thì nhịp tim sẽ gia tăng đáng kể. Và với mức này á, thì đồng hồ sẽ ngay lập tức cảnh báo mình là đã vượt qua ngưỡng báo động nè. Ngoài ra khi so sánh với Fenix 7 thì cả hai chỉ số đều tương đồng nhau, sai số không đáng kể và rất là chính xác nữa. Thỉnh thoảng thì khi chúng ta đi học, đi làm hoặc là bận rộn với những vấn đề trong cuộc sống á, thì mức độ căng thẳng sẽ gia tăng đúng không? Thì đồng hồ này có thể giúp chúng ta theo dõi được cái mức độ căng thẳng cực kỳ chính xác nha. Tương tự khi so sánh với Fenix 7 sẽ không có sự sai lệch và cho cùng một kết quả nè. Ngoài ra khi sử dụng thì mình thấy thống kê tương đối đáng để chúng ta có thể tham khảo và sắp xếp một lịch nghỉ ngơi phù hợp nha. Thì đo chất lượng giấc ngủ mình thấy khá là chính xác. Mình lên giường vào khoảng 12 giờ 20 phút tối thì sáng dậy lúc 7 giờ 15 á, thì ở đây sẽ hiển thị là 6 giờ 28 phút cho tổng thời gian ngủ nè, và cho biết đây là một giấc ngủ phục hồi. Thì thống kê chính xác từng giai đoạn để chúng ta có thể nắm bắt được cái giấc ngủ cũng như là theo dõi tốt hơn. Cũng nhờ vào dữ liệu căng thẳng cũng như là chất lượng giấc ngủ mà đồng hồ đo đạt được, và mình đã đọc các chỉ số đó, sắp xếp lịch nghỉ ngơi phù hợp thì mình đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Và khi mà mình đeo cả Fenix 7 thì so sánh chất lượng giấc ngủ giữa cả hai á, đều cho một kết quả tương đồng nhau, kể cả các giai đoạn cũng không có sự sai lệch nhiều. Rồi chỉ số HRV cũng được đo trong thời gian này và thống kê lại để đồng hồ có thể theo dõi chúng ta tốt hơn. Và từ các dữ liệu thống kê sức khỏe trên, đồng hồ sẽ thống kê các chỉ số này và đưa ra mức năng lượng cơ thể để chúng ta có thể tham khảo và luyện tập tốt nhất nè. Nhờ vào cái chỉ số thống kê này thì mình đã có thể thoải mái luyện tập hơn nè, cũng như là nắm bắt được cái tình trạng sức khỏe và luyện tập rất là thoải mái, ăn uống điều độ hơn. Mặc dù là cái lượng calo chúng ta nạp vào sẽ không ảnh hưởng đến các chỉ số sức khỏe này, tuy nhiên vẫn nên ăn uống lành mạnh nha. Và như mình đã nói á, thì mặc dù lượng calo nạp vào sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu mà đồng hồ thống kê, tuy nhiên thì đồng hồ sẽ cho chúng ta biết cái lượng calo mà chúng ta đã tiêu thụ dựa trên các hoạt động và nhịp tim đập nè. Đối với ông nào muốn giảm cân á, thì quan trọng lượng calo tiêu thụ sẽ rất là phù hợp nha. Và các bạn có thể kiểm tra chỉ số này trong app Garmin Connect ở phần ngày của tôi. Đương nhiên là trên thiết bị này chúng ta cũng có cái khả năng đo SPO2 nữa nha. Mình đã sử dụng chế độ đo mỗi giây liên tục nè, mặc dù nó sẽ hơi tốn pin một tí nhưng bù lại là nó sẽ cho các chỉ số thống kê liên tục và sát sao với bản thân nhất. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh đo thủ công như mình đang thao tác ở đây. Và khi so sánh với Fenix 7 nè, cả hai sẽ không có sự sai lệch nhiều và chỉ số sẽ cho tương đồng nhau. Rồi chúng ta có thể đo được cả 4 chỉ số thông qua ảnh chụp sức khỏe nè. Mọi người sẽ tìm chọn tính năng này, nhấn nút up hoặc down để tìm thôi. Lúc này đồng hồ sẽ yêu cầu chúng ta ngồi im trong vòng 2 phút để có thể đo đạt được chỉ số này. Và như các bạn đã thấy trong video á, thì thiết bị sẽ tiến hành đo các chỉ số bao gồm nhịp tim, SPO2, tốc độ hô hấp và mức độ căng thẳng. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể xem lại trong điện thoại tại app Garmin á, ở phần ảnh chụp sức khỏe để có thể thống kê chi tiết hơn nha. Và khi sử dụng Instinct Crossover Solar Tactical á, thì mình sẽ đề xuất các bạn là nên sử dụng Garmin Coach nha. Nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ tập luyện rất là nhiều. Và thiết lập Garmin Coach như thế nào á, thì mình đã có video hướng dẫn rồi. Mọi người có thể tìm xem ở phần mô tả nha. Với Garmin Coach thì mình đã thiết lập kế hoạch chạy 5 km và ở đây đồng hồ sẽ hiển thị chi tiết bao gồm bài tập hôm đó nè. Rồi để chi tiết hơn thì mọi người có thể vào app Garmin Connect để chọn vào huấn luyện viên Garmin, được chia làm 2 phần luyện tập và lịch luyện tập, có ngày nghỉ và ngày luyện tập khoa học luôn nha. Về vệ tinh thì chúng ta sẽ có gì đây? Ở trên Instinct Crossover Solar Tactical này chúng ta sẽ được trang bị hệ thống đa vệ tinh GNSS đa băng tần, và GNSS thì mọi người sẽ thường thấy ở trên các dòng đồng hồ cao cấp của Garmin như là Fenix 7 hoặc là Epic Gen 2 nè. Để test thì mình đã bật chế độ On System hay tất cả các hệ thống vệ tinh lên, sau đó chọn chế độ đạp xe để đi từ nhà đến công ty. Theo bản đồ thì các đường vẽ tương đối chính xác và còn rất là chi tiết nữa. Đường thẳng không lệch ra khỏi đường chạy nhiều xuyên suốt quãng đường nè. Rồi những đoạn cua, đường vẽ gọn gàng, không gấp khúc nhiều. Đây là một trong những tính năng ăn điểm của màu đồng hồ này nha. Trên đồng hồ sẽ được thống kê khá là chi tiết bao gồm quãng đường đi và các chỉ số sức khỏe. Ngoài ra thì còn vẽ lại bản đồ nữa, mặc dù sẽ hơi khó thao tác và khó xem một chút, nhưng với mục đích khái quát lại thì mình thấy khá là đủ, nên là mọi người có thể chi tiết hơn tại phần hoạt động trong ứng dụng Garmin Connect nha. Và khi mình thử đạp xe trong khu vực có hơi nhiều nhà cao tầng như là quận 1 nè, thì mọi người có thể thấy là đường đi sẽ hơi gấp khúc và bị lệch nhẹ một tí. Thì do đây là khu dân cư với các nhà cao tầng nhiều nên kết quả sẽ mang tính tương đối thôi nha. Ngoài ra thì mình cũng đã mang trên tay là Fenix 7 để so sánh khả năng tracking giữa hai mẫu trên một quãng đường đi. Thì đoạn đường và tốc độ ghi lại có sai số rất là nhỏ nè, cho thấy Instinct Crossover Solar Tactical có khả năng chính xác cao. Bên cạnh đó, như mọi người thấy thì ở cả hai không có sự khác nhau và đồng thời cho kết quả tương đối chính xác nè. Rồi bản đồ đi lại đường đi của cả Fenix 7 và Instinct Crossover Solar Tactical, chúng ta sẽ thấy được cả hai bản đồ sẽ gần như là giống nhau. Mình đã ghi lại chạy bộ thì thống kê tương đối chi tiết với các chỉ số sức khỏe nè. Mình đã chạy khoảng một vòng hơn và như các bạn thấy thì bản đồ vẽ lại tương đối khớp với quãng đường khi mình tập luyện. Khi mọi người nhấn vào nút GPS trên đồng hồ này, chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng có thể hỗ trợ chúng ta tập luyện nè, cũng như là hỗ trợ chúng ta trong việc thám hiểm. Đầu tiên là chúng ta có thể lưu lại các địa điểm khác nhau nè, để thuận tiện cho việc đánh dấu lại những nơi đã đi qua hoặc đi đến. Và với các địa điểm đã được lưu này nè, chúng ta có thể sử dụng tính năng định hướng. Nếu như đang thám hiểm hay du lịch trong rừng á, mà lỡ bị đi lạc vẫn có thể quay trở lại điểm xuất phát nha. Thì như mọi người thấy thì mình đã thử lưu hai địa điểm khác nhau và sử dụng tính năng này khi di chuyển gần đến vị trí đích đến. Con số này sẽ càng nhỏ dần để dựa vào đó chúng ta có thể đoán được vị trí ban đầu nếu đang thám hiểm ở trong rừng hoặc là núi chẳng hạn. Kết hợp với khả năng chính xác từ bộ cảm biến ABC mà Garmin trang bị để giúp chúng ta có thể thám hiểm tốt hơn nè. Và một lần nữa thì chúng ta không thể nào phủ nhận được cái mẫu đồng hồ này sẽ rất là phù hợp đối với những ai yêu thích cái việc thám hiểm nè. Ngoài ra với điểm tham chiếu thì mọi người có thể cung cấp một cái tiêu điểm và phương hướng đến một vị trí, thì khi bạn đi lệch khỏi tiêu điểm đó là bạn sẽ hiển thị hướng tới tiêu điểm và mức độ sai lệch để chúng ta có thể di chuyển một cách chính xác trong những nơi mà bạn không biết được phương hướng nào là đúng cả. Thì tính năng theo dõi tôi cũng là một trong những tính năng rất là hay, thống kê tương đối chi tiết và vẽ lại bản đồ đường đi để chúng ta có thể theo dõi tiện hơn nè. Và trên thiết bị này chúng ta sẽ có trang bị là chế độ màn hình ban đêm, thì chế độ màn hình ban đêm sẽ giúp chúng ta có thể giảm độ sáng khi chúng ta xem đồng hồ ở trong đêm nè, và mặc dù là nó sẽ tắt hết các chỉ số sức khỏe như là căng thẳng hoặc là đo nhịp tim. Và đây là một phiên bản đặc biệt, chúng ta sẽ có cái chế độ tác chiến quân sự bao gồm nè chế độ Steel, tàng hình, tắt tất cả tính năng, hay là chế độ Jump Master. Tính năng này sẽ giúp ích cho các bạn khi nhảy dù. Với những bạn nào có yêu thích hoặc là sở thích chơi bộ môn này á, thì bây giờ chúng ta đã có Instinct Crossover Solar Tactical đồng hành cùng với bạn luôn. Để có thể kết nối và sử dụng cái đồng hồ này thì mọi người sẽ sử dụng là app Garmin Connect, và các tiện ích cài đặt mặt đồng hồ và ứng dụng khác á, thì sử dụng iQ Connect nha. Thì hai app này mọi người có thể tải trên App Store cũng như CH Play. Và đối với những ai có sử dụng Strava á, thì chúng ta cũng có thể đồng bộ và liên kết dữ liệu thông qua cái app Garmin Connect nha. Một điểm khá là thú vị là trong phần lịch của app Garmin chúng ta có thể thêm hình vào phần bài tập nè và thiết kế lại với bố cục có sẵn của Garmin. Thì điều này sẽ giúp chúng ta có thể chia sẻ những hình ảnh luyện tập của mình đến với cộng đồng người có chung sở thích với chúng ta, và thiết kế rất là đa dạng để mọi người có thể tự do lựa chọn và rất là trẻ trung nữa. Trên đồng hồ này cũng sẽ hỗ trợ chúng ta cái khả năng nghe gọi luôn, và rất là nhạy nữa nha. Với cuộc gọi mặc định thì thông báo nhanh, mình có thể chấp nhận hoặc từ chối bằng đồng hồ luôn. Với tin nhắn thì hiển thị đầy đủ, nhạy, và icon tuy là có lỗi một chút nhưng đa số vẫn là hiển thị đầy đủ và không bị rơi hàng đột ngột hay là lỗi phông. Với cuộc gọi Messenger hay là ở trên ứng dụng thứ ba sẽ nhạy không kém và vẫn có thể trả lời được thông qua đồng hồ nha. Với tin nhắn thì hiển thị đầy đủ, nhạy, và icon tuy là có lỗi một chút nhưng đa số vẫn là hiển thị đầy đủ và không bị rơi hàng đột ngột hay là lỗi phông. Tương tự với Zalo, chúng ta vẫn có thể chấp nhận hoặc là từ chối cuộc gọi với mức độ nhạy tương đương. Về phần tin nhắn nó sẽ đầy đủ, không lỗi và không rơi hàng đột ngột nè. Thì trên đồng hồ này chúng ta sẽ có hỗ trợ nhận thông báo từ các bên ứng dụng khác bao gồm Google Maps nè. Thì đối với những cái thành phố mà chúng ta vừa đến á, thì chúng ta không biết đường thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng Google Maps để có thể di chuyển, đúng không? Đồng hồ này sẽ thông báo hướng dẫn từ Google Maps, thì chúng ta đỡ phải check cũng như là kiểm tra lại trên điện thoại, và nó sẽ giảm được cái mức độ nguy hiểm khi chúng ta chạy xe trên đường nè. Một điều mà các bạn rất là quan tâm đối với những dòng smartwatch đó là thời lượng pin, đúng không? Về thời lượng pin thì theo công bố từ hãng, ở các chế độ smartwatch thì bản Solar có thể dùng được 70 ngày nè và 31 ngày đối với chế độ GPS. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào cách mà bạn thiết lập và sử dụng đồng hồ nữa. Thì khi bắt đầu sử dụng là vào ngày Chủ nhật ngày 27, mình đã bật mức độ sáng đèn nền cao nhất nè, ghi dữ liệu mỗi giây, thực hiện các bài tập yêu cầu tracking bằng tất cả các hệ thống vệ tinh. Hay nói cách khác là chế độ cho khả năng định vị chính xác nhất khi đạp xe đường dài, hoặc là đi bộ, hoặc là sử dụng các chức năng thám hiểm như là theo dõi tôi, vân vân. Và sử dụng liên tục thì đến sáng ngày thứ 6 ngày 2 tháng 12 là pin gần như hoàn toàn cạn. Thì thời gian là khoảng 6 ngày. Tổng kết thì trên mẫu Instinct Crossover Solar Tactical này sẽ có thiết kế rất là hàm hố, cứng cáp, bền bỉ, và tuy nhiên đó nó cũng sẽ có một cái nét gì đó rất là cổ điển nhờ vào cái bộ kim analog nè. Khả năng hỗ trợ sức khỏe tốt nhờ vào bộ cảm biến thế hệ thứ tư, tracking chính xác có thể dùng với mục đích phục vụ cho việc thám hiểm nè, nhờ vào hệ thống đa vệ tinh GNSS đa băng tần. Rồi thông báo hỗ trợ mặc định từ ứng dụng thứ ba, nhạy, và thời lượng pin có thể lên đến 71 ngày. Và đó là những đánh giá chi tiết nhất về mẫu Instinct Crossover Solar Tactical này. Và nếu như bạn thấy mình bỏ sót cái điều nào thì hãy comment phía bên dưới cho tụi mình biết nha. Rồi hãy ấn vào nút like nè, subscribe kênh và bật chuông thông báo để nhận được nhiều hơn những video đánh giá cũng như là review đồng hồ từ kênh tụi mình. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.